Sắc Bình đáp trả khi vợ đòi lập vi bằng xử phạt Phương Oanh, xót xa vì bạn gái bị mắng tiểu tam. Chủ tịch tập đoàn công nghệ Nasdaq xót xa khi bạn gái Phương Oanh phải chịu nhiều tai tiếng. Động thái đáp trả này một lần nữa cho thấy tình cảm đặc biệt mà Sắc Bình dành cho Quỳnh Búp Bê. Liên quan đến chuyện ly hôn của Sắc Bình và doanh nhân Đào Lan Hương đang được truyền thông quan tâm, ngoài vấn đề tài sản, con cái, hai vợ chồng còn có những phát ngôn trái ngược nhau. Nếu như Sắc Bình khẳng định việc mình hẹn hò Phương Oanh là điều bình thường, thì phía bà Đào Lan Hương lại phản bác cho rằng đây là điều sai quy định pháp luật, bởi cho đến thời điểm hiện tại, hai người vẫn là vợ chồng trên mặt pháp lý. Chứng kiến chồng và diễn viên phim Ngược Chiều Nước Mắt khoe ảnh tình tứ công khai xuất hiện cùng nhau, doanh nhân Đào Lan Hương đã nhờ luật sư lập vi bằng, gửi đơn đến các cơ quan để xử phạt chân dài gốc Hà Nam. Trên trang cá nhân, nữ doanh nhân bức xúc viết, những hình ảnh này có thể đang cổ suý những hành vi lối tư duy suy nghĩ không phù hợp với thuần phong mỹ tục, thiếu văn hóa và coi thường luật pháp. Việc Phương Oanh khẳng định ông Bình độc thân khi hai người đến với nhau là thông tin sai sự thật. Chúng tôi đã lập vi bằng các bài viết nhằm củng cố chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm và đề nghị xử phạt nữ diễn viên này, người đại diện của bà Hương cho biết thêm. Chiều 30 tháng 9, Sắc Bình chính thức lên tiếng về những ồn ào thời gian qua. CEO sinh năm 1981 cho hay, trong công việc ông luôn chọn cách đương đầu với thử thách, không ngại va chạm. Tuy nhiên có một số chuyện không phải cứ im lặng là vàng, bởi điều này sẽ làm ảnh hưởng đến người vô tội và chân lý là điều quan trọng nhất. Trước sự mỉa mai của netizen, cá mập còn tự đặt hẳn cho mình biệt danh liên quan đến sự nghiệp của bạn gái Bình Búp Bê. Trong bài viết, cá mập chương trình thương vụ Bạc Tỷ nhấn mạnh, chuyện ly hôn của ông và bà Đào Lan Hương chỉ gặp khúc mắc duy nhất về việc phân chia tài sản và vẫn đang tiếp tục thỏa thuận. Trước cáo buộc đã sai khi hẹn hò Phương Oanh, Sắc Bình khẳng định điều này được anh thống nhất rõ ràng trong giai đoạn ly thân. Im lặng đôi khi là sự ngầm thừa nhận một sự việc nào đó dù có thể bị hiểu sai. Quan điểm của tôi là bạn chỉ sống một lần nên phải được hạnh phúc, mà việc bị hiểu lầm có thể khiến ta dằn vặt suốt đời. Trong sự việc này, bản chất 2 năm rõ 10 khiến cuộc ly hôn của chúng tôi kéo dài đơn thuần chỉ là vấn đề tài sản. Tôi sẽ không chia sẻ và bình luận thêm về các diễn biến tiếp theo, nhưng xin tái khẳng định tôi không sai khi hẹn hò sau khi đã thỏa thuận rõ ràng với mẹ của các con mình trong giai đoạn ly thân. Trích, cuối năm 2018 và đầu năm 2019, chúng tôi đã thỏa thuận hoàn tất việc chia tài sản, bất động sản, tiền mặt, công nợ, công ty theo đơn thuận tình ly hôn đã ký. Nhưng trong buổi làm việc chiều nay, Hương chưa thỏa mãn về vấn đề tài sản nên đề nghị tòa án cho thêm thời gian để thỏa thuận về nội dung này, ông Bình nói với Zing. Khi chuyện tình cảm bị phanh phui, Sắc Bình không khỏi hối lỗi vì vô tình làm ảnh hưởng đến con cái, đặc biệt là người yêu Phương Oanh. Theo cá mập, nữ diễn viên phải chịu tiếng xấu làm ảnh hưởng đến công việc và con đường phát triển nghệ thuật. Qua phát ngôn, Sắc Bình một lần nữa có động thái bảo vệ người phụ nữ của mình trước bão thị phi. Trong drama này, những người làm tôi cảm thấy có lỗi nhất là các con tôi. May là tâm lý các cháu đang rất ổn và hiểu chuyện. Và Phương Oanh, những nạn nhân vô tội bị cố tình kéo vào cuộc tranh chấp này. Trong đó, Phương Oanh bị lập lời chê chữ để vu khống là tiểu tam trà xanh thứ ba, cùng vô số lời lẽ xuyên tạc và nhục mạ khác nhằm xúc phạm uy tín danh dự của một ngôi sao V-biz. Bởi một bộ phận cư dân mạng không hiểu chuyện hoặc cố tình không muốn hiểu thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội nạc danh. Vậy nên sau này, cho dù có là sao, tôi cũng sẽ bảo vệ danh dự cho cô ấy, cũng như bảo vệ quyền lợi cho các con của tôi. Đơn giản bởi vì tôi thuộc về phe sống thật và bảo vệ chân lý. Trích, ông Bình cho biết tôi hẹn hò với Phương Oanh từ tháng 6 sau khi tôi ly thân vài năm và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn. Bản thân tôi cũng từng trải qua vài mối quan hệ khác trước đó. Vì vậy, quan điểm của tôi trước sau như một, cô ấy không phải người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân này như một số tài khoản mạng xã hội bình luận sai trái. Drama Bình Búp Bê vừa qua có lẽ là vô tiền khoáng hậu trong V-biz, tốn nhiều bàn phím của báo chí và cộng đồng mạng, cũng như gây tổn thương không đáng có cho những gia đình có liên quan. Tôi xin lỗi vì đã mang lại phiền toái cho mọi người và sẽ khắc phục những sai lầm trong quá khứ của mình.